Dạ vâng, xin mến chào tất cả quý vị và các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cốc Cốc Audio. Vâng, và em cũng nhận được khá là nhiều câu hỏi của quý vị và các bác là có hỏi về cái đôi loa siêu chép JBL ST200 và JBL và Pioneer X200. Xin lỗi các bác. Đây là những dòng loa siêu chép Pioneer X200 màu cánh gián đây. Và rất là nhiều câu hỏi các bác đặt ra đó là những đôi loa Pioneer X200 này so với những đôi JBL ST200 này thì loại nào hay hơn, dòng sản phẩm nào nó đánh nó chất lượng hơn. Và trong hai cái dòng sản phẩm này thì JBL nó là cái dòng sản phẩm mà nó đắt hơn những đôi Pioneer này. Thì những đôi JBL này nó có hay hơn những đôi Pioneer này hay là không? Và cái tiếng của nó đánh ra nó khác nhiều so với những đôi Pioneer X200 này không? Thì hôm nay em sẽ làm một cái video và em sẽ trả lời những cái thắc mắc của quý vị và các bác ở trong cái video này nhé. Rồi, hôm nay thì em sẽ so sánh giữa cái chất âm cùng trên một nền nhạc, cùng trên một bài hát. Và em sẽ so sánh cái chất âm của giữa con Pioneer X200 và con JBL ST200 này. Đây, hai dòng sản phẩm. Một dòng sản phẩm thì đến từ Nhật Bản và một dòng sản phẩm thì của Mỹ và đến từ Mexico các bạn nhé. Đây, hàng xách tay Mexico. Rồi, hôm nay em sẽ trả lời rất là nhiều bác đã có hỏi như vậy. Đấy, giữa hai dòng sản phẩm này nó khác nhau như thế nào và cái chất âm của nó sẽ ra làm sao, thì hôm nay em sẽ test cái chất âm của nó các bác nhé. Đấy, còn cái đôi JBL ST200 này thì giá của nó là 2.200.000. Còn đôi Pioneer X200 này thì giá của nó là 1.500.000 và nó chênh nhau 700.000. Và khi mà một dòng sản phẩm nào đó mà nó chênh nhau 700.000 hay là nó chênh nhau một cái số tiền nào đó thì chúng ta sẽ so sánh xem là nó có hơn nhau nhiều không và nó hơn nhau như thế nào. Đấy, bây giờ thì em sẽ kẹp điện thoại lên nhé. Vâng, và em đã cắm đôi loa siêu chép JBL ST200 vào rồi. Thì bây giờ xin kính mời quý vị và các bác cùng nghe cái nền nhạc mà được đôi JBL ST200 nó đánh ra trước nhé. Bây giờ em sẽ chỉnh lại điện thoại một chút xíu nữa. Đấy. Thôi ok, tạm thời là như vậy. Vâng, xin kính mời các bác cùng nghe. Rồi. Tôi đến tìm em để từ xa lên
nhiều đóng quân bên rừng gặp hoa trắng ngày xưa thương em nói sao cho vừa nhưng có ai đâu ngờ một chiều mưa lộng gió người em vâng, và vừa rồi là những cái đô la JBL ST200 Plus à ST200 xin lỗi các bác. Loa JBL ST200 nó vừa đánh kết hợp với lại một đôi full 30 các bác nhé. Một đôi full 30 thì bây giờ em sẽ kết nối lại dây. Em sẽ cắm dây từ đôi JBL ST200 chuyển sang Pioneer X200. Vâng, và bây giờ em đã kết nối xong và xin kính mời các bác cùng nghe và cùng thưởng thức nhé. Vâng, và như quý vị và các bác vừa được nghe và vừa được thấy là khi mà em cắm từng đôi loa siêu chép vào và em tháo ra và em tháo hết những đôi loa siêu chép này ra thì còn mỗi loa thì những cái giải siêu chép của nó đã không còn. Và quý vị và các bác hãy cùng lắng nghe và cùng cảm nhận rồi là hãy chọn cho mình một đôi loa siêu chép mà mình cảm thấy là nó hay nhất và mình cảm thấy là nó ưng ý nhất các bác nhé. Mọi chi tiết thì xin các bác vui lòng liên hệ về số điện thoại đang hiển thị lên trên màn hình, hoặc các bác cũng có thể để lại số điện thoại bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho các bác ạ. Còn bây giờ em xin phép em được khép lại video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác.
Và các bác đừng quên ấn đăng ký kênh và ấn chuông để nhận những cái video và những cái sản phẩm mới nhất từ bên Cốc Cốc Audio chúng em các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác.